Đâu? Sáng nay chị phỏng vấn. Mà cây vải hơn 100 năm tuổi mà không đây biết quảng cáo kiểu gì. Tua quá ơ. Đâu? Đó. À đây. Rồi, xin giới thiệu với các bạn. Hôm nay chúng tôi đến thị sát cây vải hơn 100 năm của nhà cụ Trím. Bẻ luôn, bẻ vải luôn. Đây, giải quyết luôn. Nhiều. Đây, giời ơi, cây to nhà cụ phải cưa hạ đi. Bắt đầu mới bẻ được. Đấy. Đây là vải Thanh Hà Cụ Chín à. Cụ cho con hỏi cây vải này bao tuổi rồi? Cụ tính em bao tuổi? Không biết. Từ đời nào? Không biết. Ở đây kháng chiến Pháp mà cây đó là cây vải. Là từ ngày bà về đây lấy chồng? Chưa về lấy chồng. Thì cây vải này có quả thì hai cây nó lấy thì bẻ được hai khúc cất đi. Thế còn lúc tao về đây nó so sướng rồi còn. À. Mà năm nay bà bao tuổi rồi? 87. 87 tuổi. Đấy, thế là đúng 100 năm rồi. Hơn 100 năm rồi. Bao giờ mà chứ tao có biết nữa. Ôi dũng rồi, lất rồi. Đấy là chủ trực tiếp chủ gây vải nói nhé. Bẻ vải chúng tôi khai thác được tổ chim. Đây là chim sâu là cái chắc chắn rồi. Đây là cái gì? Đây là chim trâu mào, trâu mào chắc thế, đoán thế. Trưng bày. Cây vải này từ hôm chín đến nay không nhầm thì cũng phải đến chục người chục rồi. Nè. Cả Hải Dương, cả xã, cả thôn ai đến đây là chục hết. Cây này là rất đặc biệt rồi. Đỡ tải thực hiện clip. Đâu? 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 Thả đi. Ui giời. Toàn chơi kiểu chặt luôn. Máu ăn nhiều này. Chị lên nói này. Đây là con của cụ, con của cụ Chím. Cái cây này chắc là gì cũng đã bẻ được bao nhiêu năm rồi cô nhận đấy. Cây này ngày xưa là, nhưng mà quả tươi, quả to nhỉ, cây to mà quả vẫn to. Cây này là nếu mà ngó cây vải tổ thì cây này vẫn to hơn gì không nhận. Quá. Vâng. Ôi, đẹp. Đây thợ bẻ vải đã leo xuống này.